Rồi, thầy chào các em. Chúng ta có 24 bạn tham gia ha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay. Thì trong cái chương trình học phần về tin học văn phòng, các em có nghe thầy rõ không ạ? Rõ thầy ơi. Rồi, ok. Trong cái học phần tin học văn phòng của chúng ta thì nội dung chúng ta có 3 cái phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu về Microsoft Word. Phần thứ hai là tìm hiểu về Microsoft Excel. Và thứ ba là Microsoft PowerPoint. Nhưng tình hình hiện nay thì chúng ta tập trung vào hai cái chính là Word và Excel thôi. Còn PowerPoint thì các em có thể hỏi là thầy sẽ chỉ riêng nếu các em nào còn nha. Thì chúng ta đang thời gian cái tình thế là giảm tải chương trình, thì trong cái phần Word, hai phần này thì cái phần Excel á, thì các em sẽ dùng để thi cuối kỳ, còn phần Word các em sẽ dùng để thi giữa kỳ. Cho nên hai cái phần này thì phần Word nó sẽ tương đối nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Nó chỉ phần về cái kỹ năng các em luyện và các em làm nhiều bài tập thuần thục, nhuyễn tay, cái tay mình nó gõ trên bàn phím nó nhuyễn nhanh, và chúng ta nắm các thao tác để chúng ta trang trí cho nó đẹp, cho nó đúng với cái yêu cầu kỹ thuật, là đạt yêu cầu. Cho nên hầu hết cái các bạn thi về cái phần Word này thì nó không đáng ngại. Thì các bạn cố gắng luyện tập thì chúng ta sẽ có điểm cao, thì cái phần Excel nó sẽ kéo lại. Còn cái phần Excel là phần cuối học kỳ á, các bạn thi cuối học kỳ thì nó sẽ là cái phần khó, dùng để xử lý các số liệu làm trong công tác văn phòng, công tác lương, đúng không? Thì nói chung về xử lý số liệu nào trong doanh nghiệp, trong công việc hàng ngày của mình thì mình đều nghĩ tới Excel. Thì cái phần đó đầu tiên là chúng ta sẽ nắm được các cái cách thức làm việc của Excel, danh mục các cái hàm mà Excel nó cung cấp. Tại vì ở cái cấp độ tin học văn phòng của các em á, thì các em chỉ dừng lại ở chỗ là sử dụng thành thạo các cái hàm mà Excel đã cung cấp. Chúng ta chưa đến cái mức độ là phải lập trình để tạo ra một cái hàm mới cho cái công việc đặc thù riêng của các em. Thì phần đó sau này các em đi ra làm, các em có nhu cầu, em nào đụng tới cái nhu cầu thì các em có thể liên hệ lại với thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn sau cái phần đó. Thì phần đó nó phải liên quan đến phần lập trình bằng cái ngôn ngữ là Visual Basic. Còn phần của chúng ta thì chúng ta chỉ tới cái phần là nắm chắc hơn 150 cái hàm của Excel mà nó cung cấp cho chúng ta, để chúng ta có thể vận dụng vào cái bài tập giải quyết thực tế của mình. Thì cái phần khó của chúng ta không phải là cái phần nắm các hàm, mà phần khó là cái phần tư duy để xử lý cái bài toán. Nó cho chúng ta một bài toán và chúng ta phải biết xử lý bài toán nó như thế nào, và chúng ta gắn kết nối với cái hàm mà đã trong Excel nó cung cấp để chúng ta xử lý tốt cái bài toán đó. Cho nên phần Excel nó sẽ khó hơn phần Word, khó hơn phần Word. Và thầy hy vọng là đến phần Excel chúng ta sẽ học trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn là học online. Nhưng nếu tình hình ấy thì chúng ta cũng phải chấp nhận và chúng ta phải học này thôi. Thì giờ đầu tiên là cái phần Word, thì hôm nay thầy sẽ tóm tắt những cái chính trong Word
Thì các cái phần video và giảng thầy đã post trên cái khóa học á, thì các em đọc và chúng ta đã có một cái gì đó nó hòm hòm chung ban đầu rồi. Bây giờ thầy sẽ đi tóm tắt những cái chính để chúng ta có thể làm việc với nó, làm việc với nó đúng đúng theo cái kỹ thuật, đúng theo kỹ thuật. Chứ còn nếu Word mà làm, ví dụ ta có một cái trang văn bản về một cái hợp đồng đó, chúng ta làm y chang cái hợp đồng đó, nhưng nhìn y chang, nhưng có nhiều bạn thì không làm đúng theo kỹ thuật, tức là làm theo dạng thủ công. Ví dụ thuộc đầu dòng vô 5 5 line thì chúng ta lại bấm cái phím khoảng trắng, người ta thuộc vô 5 line. Về nhìn in ra giấy thì giống nhau, nhưng về mặt kỹ thuật khi chúng ta học Word thì nó là sai. Nó là sai. Đấy, chúng ta phải có kỹ thuật để chúng ta đưa nó vô một cái là xong nha. Như vậy thì đầu đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái này. Thầy sẽ mở cái bài lên. Vì trong quá trình chúng ta làm mà thầy hướng dẫn, mà nếu không rõ chỗ nào thì các bạn có thể gõ message trong cái mic này ha, để thầy giải đáp trong cái message ha, để thầy giải đáp. Như vậy thì chúng ta sẽ có nắm các bước thao tác chính khi chúng ta thao tác với Word. Thì chúng ta gồm có 5 bước. Thứ nhất là chuẩn bị cái môi trường làm việc, môi trường làm việc của Word. Như vậy thì cái môi trường làm việc của Word chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì? Cái thứ nhất là chuẩn bị về khổ giấy. Chúng ta chuẩn bị về khổ giấy, tức là chúng ta sẽ soạn văn bản này trên giấy để in ra, giấy A4, hay chúng ta soạn cái Word này để chúng ta chỉ đọc trên máy, đúng không? Thì gọi là cái khổ giấy. Đã, in ra dạng A4, A2, A5, vân vân. Thì chúng ta chuẩn bị cái môi trường thứ nhất. Cái môi trường thứ hai là chúng ta chuẩn bị cái đơn vị khoảng cách để chúng ta có thể định dạng đơn vị, cái thước chúng ta ở trên cái Word nha. Trên Word chúng ta có một cái thước nằm ngang, thầy chia sẻ cái Word lên cho chúng ta thấy. Trên Word chúng ta có một cái thanh thước nằm ngang và một cái thanh thước nằm thước dọc nha, một cái thanh thước ngang và một cái thanh thước dọc. Thì cái thanh thước ngang này nó đang hiện mặc định của nó là chứa đơn vị in, đơn vị in. Thì cái thao tác môi trường này bạn có thể chỉnh lại thành cái đơn vị là cm của người Việt Nam để chúng ta có thể dễ dàng căn chỉnh và đo cái khoảng cách. Ví dụ như chúng ta làm luận văn thì chúng ta người ta sẽ quy định là từ lề trái vào là phải 3 đến 3,5 cm. Đó, 3 đến 3,5 cm. Đấy. Như vậy thì trên này chúng ta đo in thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Được chưa? Đó là cái môi trường thứ hai. Và cái môi trường thứ ba đó là cái môi trường về gõ dấu tiếng Việt. Môi trường về gõ dấu tiếng Việt. Thì gõ dấu tiếng Việt thì chúng ta cần có các những yếu tố sau đây để chúng ta thử gõ dấu được tiếng Việt. Cái thứ nhất là cái phông chữ ở trong Word của chúng ta nó phải có. Ví dụ chúng ta gõ về tiếng Việt theo chuẩn của miền Nam Việt Nam. Trước khi giải phóng chúng ta sẽ có hai vùng là miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam thì người ta sẽ dùng cái phông Vinitham. Vinitham thuộc cái bộ mã là V Vini Window VNI VNI
Đó, gạch. Thì đây là bộ của miền Nam Việt Nam. Còn bộ của miền Bắc Việt Nam thì ở đây trong máy thầy không có cài, nó là bộ ABC. Tức là cái văn bản từ miền Bắc gửi vào người ta dùng ABC, miền Nam gửi ra người ta dùng Vini, cho nên hồi đó người ta không thể đọc được văn bản với nhau nếu không có sự chuyển đổi. Thì sau khi giải phóng thống nhất đất nước và qua nhiều lần tranh cãi, và khi Internet ra đời người ta mới thống nhất cách dùng phông tiếng Việt ở khắp Việt Nam, đó là phông Times New Roman, một cái phông trong bảng mã cái bộ phông của Unicode mà có thể gõ được tiếng Việt, và tiếng Việt có thể hiển thị được trên toàn thế giới. À, cho nên khi chúng ta gõ văn bản trên Internet và ta gửi trên mail thì chúng ta luôn luôn phải gõ bằng phông Times New Roman của cái bộ mã Unicode để chúng ta có thể gửi cho bạn bè, và người bạn bè chúng ta có thể đọc được cái văn bản của mình. Đấy. Còn ở trong đối với cái phông Unicode này thì số lượng phông, tức là cái kiểu cách về phông nó không nhiều, cho nên khi chúng ta thực hành về Word, chúng ta trang trí những cái dáng chữ, dáng phông chữ nó đẹp á, thì chúng ta không dùng được phông Unicode, tại vì nó đơn điệu, nó chỉ có hai hai ba phông thôi, nó đơn điệu lắm, cho nên chúng ta sẽ dùng cái phông là Vinitime, tức là có cái từ V VN VN I gạch một cái thì Vinitime. Ví dụ Vini thư thư pháp đó. Thì các bạn thấy ví dụ như thầy sẽ chuyển cái phông này ra về Vini thư pháp, Vini thư pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cái dáng phông nó đẹp. Thì cái đối với phông này nó tới 750 phông kiểu dáng khác nhau, và mặc định là trên máy chúng ta sẽ không có sẵn, chúng ta phải cài vào, được chưa? Cho nên chuẩn bị môi trường là cái thứ nhất, là chúng ta phải có được cái phông Vinitime này ở đâu, ở trong máy đã. Hiện nay máy của thầy là có, nhưng máy các em có thể chưa có, nếu các em chưa bao giờ gõ phông này thì nó sẽ không có, được chưa? Như vậy thì chuẩn bị môi trường là làm sao để có cái phông này trong máy chúng ta. Thì các em sẽ vào Google và chúng ta tiến hành gõ nha. Chúng ta vào Google và chúng ta sẽ tiến hành gõ. Phong VNI. Đó. Có phong VNI. Đó, chúng ta gõ phong VNI. Như vậy thì khi chúng ta gõ phông này ra thì nó cho chúng ta download cái bộ phông này về. Và khi chúng ta download bộ phông này về xong thì chúng ta giải nén cái bộ phông này. Tức là nó là một cái file nén chấm zip. Nha, file nén chấm zip. Và chúng ta tiến hành tải nó về. Đó. Đó. Và chúng ta tiến hành tải. Đấy. Bây giờ chúng ta tải cái gói cơ bản thì 64 phông cơ bản. Còn nếu đầy đủ là em ta có 750 phông, hơn 750 phông. Vậy ta phải tải cái bản đơn giản. Sau khi các em tải nó về xong thì các em sẽ giải nén nó ra. Các em sẽ tiến hành giải nén nó ra. Như vậy muốn giải nén được thì trên máy của các em phải có phần mềm để giải nén. Được chưa? Hình các cái cuốn sách nằm chồng ở nhau, đây gọi là phần mềm Winra. Nếu mấy bạn nào chưa có thì các em lên Google các em tải cái phần mềm Winra này về cài lên máy thì nó sẽ có những cái hình biểu tượng giải nén này. Ví dụ thầy giải nén là Eject to Vini đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục đã được nén và các cái phông vào đây đấy. Như vậy thì trong này chúng ta có những phông như thư pháp này chưa nén, người ta sẽ nén ra Attach here, ta nén, ta giải nén nó ra đấy. Vini Health giải nén nó ra Attach here đấy. Vini Techcom giải nén nó ra đấy.
đó, Vinitham này chưa giải nén ra, ta giải nén ra nè, tức là chúng ta sẽ giải nén ra. Sau khi ta giải nén xong rồi, chúng ta có thể bấm Ctrl A nha, Ctrl A tức là chọn tất cả, Select All đó nha. Chúng ta Select All đó là Ctrl A nha, A, và chúng ta sẽ copy đó. Sau khi ta copy xong, chúng ta sẽ đưa vào trong cái thư mục mà chứa nó ở trong máy, là thư mục ổ đĩa C Windows phông chữ phông nè, phông đã phông nè, và chúng ta tiến hành kích chuột phải và chúng ta paste. Sau khi chúng ta paste được chưa, thì nó có thể báo là đã trùng hay là file này không phù hợp, thì các bạn cứ cứ bấm Z để nó đè lên, hoặc là bấm nô để chúng ta không có cài phông đó, vân vân nha. Vậy sau khi chúng ta đã bấm ở đây, nó sẽ chạy đấy, nó sẽ cài vô nha. Thì nếu trong trường hợp đấy nó báo là không thể cài thì bấm close, đóng cái đó đi, đóng cái đó đi nha, tại vì những cái file này không phải là file tại nãy chúng ta để thầy copy all nha, để khỏi mất công. Đã những cái file mà nó không cài được thì nó sẽ bấm close hiện lên, để chúng ta bấm close. Như vậy sau khi chúng ta cài xong thì trong Word nó sẽ có cái danh sách cái phông mà chúng ta vừa cài đấy, đó là cách chúng ta cài cái bộ phông. Đấy nha, là yếu tố thứ nhất là phải có đủ cái bộ phông mà chúng ta cần để chúng ta làm việc. Nhưng các bạn lưu ý, khi chúng ta cài bộ phông này quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến làm chậm máy, cho nên khi nào cần thì chúng ta cài vô thôi nha, và cài không không cần phải cài hết, đúng không? Đấy, chúng ta có thể tìm trực tiếp cái phông mà chúng ta cần, chứ không phải tìm nguyên cài một cái thư mục. Đấy, đây là những cái phông mà nó đã có thì nó sẽ bấm Relay nha. Màn hình nó không hiển thị thầy ơi. Màn hình không hiển thị hả? Dạ, cái đứng nãy giờ tự không có. Nhưng mà em có thấy cái trang web Không chạy. không thấy trang web luôn. À, để chia sẻ lại. Thấy cái trang web phông chữ không? Ồ, không thấy à? Kỳ vậy. À, tức là phía sau là chưa thấy đúng không? Rồi, thì chia sẻ lại. Rồi, thấy chưa? Đây là cái thư mục phông. Bây giờ thầy quay lại thầy làm lại ha. Thầy ơi. Hả? Sao? Đúng rồi ạ. Rồi, bây giờ sau khi mình tải từ cái trang web về, thì trong cái thư mục download của mình nó sẽ có một cái tập tin nén là Winzip. Được chưa? Các em kích chuột phải vào nó và chúng ta giải nén nó ra. Edit. Như vậy muốn giải nén được thì các em phải có cái phần mềm Winra để đã cài trên máy rồi, để chúng ta có thể tiến hành giải nén. Còn nếu không không có thì chỗ này nó cũng sẽ có, nó là Winzip thì nó có thể giải nén bằng Windows, thì nó có thể giải nén ở đây. Nó có từ Extension gì đó thì chúng ta giải nén nó ra. Vậy khi ta giải nén ra thì có cái thư mục, thì trong này là chứa cái bộ phông mà nãy thầy tải về là có 68 phông, thì trong đó có những cái tập tin nén tiếp và các em có thể giải nén nó ra tiếp. Thì trong này có những phông nhỏ hơn, chúng ta có thể giải nén. Giải nén xong những phông này rồi thì các em sẽ chọn Select All. Select All. Đấy, để chúng ta chọn hết. Và thực hiện copy. Thực hiện copy.
Đấy. Sau khi copy xong, chúng ta đi vào ổ đĩa C, thư mục Windows và hộp thoại phông. Đấy. Vào đây chúng ta kích chuột phải vào nó và chúng ta paste, ta dán nó vô. À, thì khi dán nó vô thì nó sẽ báo là những cái tập tin nào không thể intone, tức là những tập tin không phải phông chữ, thì bạn chúng ta các em sẽ bấm close bỏ đi. À, close bỏ đi. À, còn những cái nào nó báo là yes no thì chúng ta có thể bấm yes, tức là nó đã có rồi thì chúng ta ghi đề lên hay không, hoặc là bấm no để chúng ta không cần ghi đề. Thì ra đấy rất nhiều. Vậy thì thầy sẽ bấm vào chết vào đây để làm một lần luôn, không ghi đề lên ha. Đấy, thì thầy cài lại là 68 phông, và nhớ lưu ý là chúng ta còn phông nào chúng ta cài phông đó, đừng cài nhiều sẽ làm cho máy của chúng ta sẽ chậm lại, bởi vì nó chứa phông, nó khi nó load, nó khởi động máy tính lên, nó sẽ load cái bộ phông này lên thì nó sẽ chậm. Đấy à. Như vậy thì sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ có cái danh mục phông chữ này ở trong Word. Bây giờ thầy chia sẻ lại Word nha. Đấy, nó sẽ có trong cái phái Word trong này. Đó là cái môi trường, cái yếu tố thứ nhất khi chúng ta muốn làm về phông chữ nha. Chúng ta có thể gõ bắt đầu là VNI gạch một cái. Đấy, thì chúng ta sẽ ra ta muốn cần gõ cái gì. Dạ, Arizon nữa hả? Có thứ có không? Không có cái phông này. Đây, một loạt các phông của nó, Highway, Colin, Colin, vân vân. Đấy, đây là những cái phông mà chúng ta mới cài vào. Dạ. Như vậy sau khi cái yếu tố đó là yếu tố thứ nhất, các bạn còn phải kiểm tra. Dạ. Yếu tố thứ hai là yếu tố về gõ dấu, gõ, cách gõ dấu. Thì phía dưới, góc phải bên dưới chúng ta có một phần mềm Unikey, đúng không? À, phần mềm Unikey. Thì cái phần mềm này nó sẽ giúp chúng ta mã hóa bàn phím về tiếng Việt để chúng ta gõ. Thì có thể các bạn không thấy cái màn hình, nhưng sau khi các bạn chiều nữa các bạn xem lại cái video này, các bạn ta thấy cách chỉnh cái phần mềm Unikey ha. Phần mềm này các bạn sẽ để chữ V màu hồng thì nó gọi là chế độ Vietnamese, được chưa? Còn nếu các bạn nhấp chuột trái một cái vào nó thì thành chữ E là English thì nó sẽ không gõ được tiếng Việt. Tức là cái phần mềm này cho phép mã hóa bàn phím, thì bàn phím của mình là sẽ sản xuất bằng tiếng Anh thì nó mặc định là gõ tiếng Anh, nhưng ta gõ tiếng Việt ta phải mã hóa nó về, được chưa? Thì lúc này các em sẽ kích chuột phải lên chữ V đó và chúng ta sẽ có kiểu gõ. À, kiểu gõ là Telex và kiểu gõ là Vini. À, là hai kiểu gõ thông dụng. Ngoài ra nhiều kiểu gõ khác là tùy theo từng bạn. Nha. Ở đây thì hướng dẫn một cách tổng quát, một cách phổ thông là kiểu gõ Telex và Vini. Kiểu gõ Vini là dành cho các bạn mới tập gõ bàn phím thì sử dụng Vini. À, còn khi chúng ta gõ quen rồi thì người ta sẽ dùng gõ Telex, thì tốc độ gõ của Telex nó sẽ nhanh hơn tốc độ gõ của Vini. Bởi vì sao? Bởi vì gõ Telex là người ta sẽ dùng các đầu ngón tay trên các bàn phím chữ để ta gõ. À, ví dụ gõ dấu sắc thì ta dùng chữ S, gõ dấu quyền ta dùng chữ F. Đấy, gõ dấu hỏi ta dùng chữ R. Đúng không? Được chưa? Còn đối với Vini thì người ta dùng tới các phím số nằm ngang ở trên để ta đánh dấu, cho nên khi các ngón tay chúng ta đưa lên cái dòng trên thì nó sẽ cao và sẽ tốc độ nó sẽ bị chậm. Cho nên nếu các em luyện thì các em nên luyện bằng Telex từ đầu luôn cũng được, cứ luyện chậm từ từ, được chưa? Đấy, các em muốn gõ nhanh thì các em có thể cài thêm phần mềm gõ bàn phím trên Google, gõ phần mềm giúp gõ bàn phím nhanh thì nó sẽ chỉ chúng ta đặt ngón tay như thế nào và di chuyển ra sao. Thì các bạn luyện chừng 5 đến 6 bài tập tuân thủ như vậy thì các bạn sẽ thấy cái tay mình nó sẽ nhuyễn hơn và nó sẽ nhanh hơn, gõ được nhiều ngón hơn. Thay vì chúng ta gõ một ngón, hai ngón thì chúng ta gõ được nhiều ngón hơn thì tốc độ văn bản ta sẽ nhanh hơn. Để sau này nếu các bạn nào làm về văn phòng trợ lý gì đó vân vân thì chúng ta sẽ gõ nhanh hơn thì nó sẽ
công việc của mình sẽ thuận lợi hơn, đúng không? Đấy, thì chúng ta chọn kêu gọi, ví dụ ở đây thầy chọn là kêu gọi Telex nha. Thứ hai là chọn cái bảng mã, thì hồi nãy cái phong chúng ta, cái phong chúng ta là phong VNI đầu tiên, thì ở đây chúng ta sẽ chọn phong VNI Windows, VNI Windows nha. Còn tiêu chuẩn Việt Nam 3 là ABC là cái phong miền Bắc. Unicode dựng sẵn là cái phong đi toàn quốc, toàn thế giới đó, chuẩn quốc tế. Đấy thì tùy các bạn nha. Chọn VNI Windows. Đấy, đó là yếu tố thứ hai, tức là kiểu gõ, và yếu tố thứ ba là bảng mã, là chọn Winnie, là ba yếu tố. Được chưa? Và đôi lúc các bạn thấy không gõ được tiếng Việt là còn một cái nguyên nhân nữa, là trong Windows 10 trở lên thì chúng ta có một cái bàn phím ảo là English hay là Vietnamese ở đây, thì thầy yêu cầu các bạn phải chọn bảng bàn phím ảo này là English. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta chọn bàn phím ảo là Vietnamese thì mã hóa trên bàn phím nó sẽ không giống như mã hóa trên phần mềm Unikey, cho nên khi các bạn gõ nó sẽ không ra tiếng Việt. Cho nên ở góc phải bên dưới có một cái từ English, thì ở đây các bạn sẽ chọn là bàn phím kiểu tiếng Anh và bàn phím kiểu Việt Nam, được chưa? Thì các bạn sẽ chọn bàn phím kiểu tiếng Anh cho thầy, đừng có chọn cái tiếng Việt nha. Tiếng Việt là chúng ta chọn ở trong cái phần mềm Unikey. Nếu các bạn mấy các bạn không có Unikey thì các bạn phải tải từ trên Google về phần mềm Unikey. Đây là phần mềm miễn phí, chúng ta chỉ việc tải về ta xài thôi. Và khởi động nó sẽ nằm ở góc phải bên dưới hình chữ V màu hồng. Đấy, đó là cái môi trường về phông chữ. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có môi trường về layout, tức là môi trường cái size của cái dạng size của cái khổ giấy của mình. Đó. Cái thứ hai là môi trường về gõ tiếng Việt. Được chưa? Đấy. Và thứ ba là cái môi trường và đơn vị đo trên cái thước đo. Nếu các bạn không có cái thước đo này thì các bạn có thể vào menu view. Vào menu view và chúng ta chọn set your ruler để chúng ta có cái thước. À, cái thước này giúp chúng ta gõ văn bản trong cái phạm vi cái thước đó, thì khi in ra nó sẽ không bị móc. Còn nếu chúng ta gõ văn bản bên ngoài cái phạm vi thước này thì nó sẽ làm cho khi in ra nó sẽ bị móc cái văn bản nha, nên ta lưu ý. Rồi, cái môi trường tiếp theo là môi trường lưu trữ. Lưu trữ, khi chúng ta làm việc trên một máy cố định thì thường chúng ta sẽ định vị nó, lưu trữ nó ở một cái thư mục nào mà giúp cho cái sự an toàn thật là cao. Để trường hợp ví dụ máy chúng ta bị hư không thể mở lên được thì văn bản chúng ta vẫn còn ở trong đó nha. Thì chúng ta sẽ tiến hành vào menu file và chúng ta chọn option. Đấy. Và chúng ta sẽ có mục các cái mục ở đây, thì các bạn sẽ tiến hành trong cái mục event thì các ta trong cái mục event thì chúng ta sẽ có cái phần về display, chúng ta sẽ chỉnh về đơn vị mà nãy thầy nói, đơn vị in cm. Đấy, được chưa? Còn những dấu check còn lại thì các bạn không cần phải chỉnh gì hết, đỡ cứ đỡ mặc định. Được chưa? Đó là trong phần event. Chúng ta vô phần sale. Phần sale nha, bên trái chúng ta có một phần sale. Được chưa? Và phần sale này chúng ta sẽ chỉnh lại cái đường dẫn lưu trữ. Đây, default local file location. Đấy, mặc định khi lưu vào nó sẽ lưu ở đâu, thì các bạn có thể chỉnh lại qua ổ D, ổ E. Được chưa? Thì khi mất máy tính mà có bị trục trặc, chúng ta cũng không phải bị mất cái tài liệu này. Đấy, thì các bạn có thể browse ra và chúng ta sẽ chỉnh lại một cái nơi lưu trữ ổ đĩa chúng ta. Được chưa? Còn nếu chúng ta đi thực hành thì cái cài đặt môi trường này chúng ta bỏ qua, tại vì mỗi ngày nó sẽ reload lại, nó không còn như cũ nữa, cho nên chúng ta không còn có làm.
Chúng ta làm bước này chỉ khi nào không thay đổi về máy tính, tức là máy tính ở nhà chúng ta hoặc cơ quan chúng ta, thì chúng ta nên làm để ta bảo giữ giữ cái tài liệu của mình. Tiếp theo là cái số phút mà chúng ta sẽ cho Word nó tự lưu lại để giúp cho không mất tài liệu, thì cái phần này chúng ta nên chỉnh khi người ta đi thi. Còn ở nhà ví dụ ta làm laptop thì cái này không có tác dụng nhiều, bởi vì laptop nó có pin, trường hợp bạn tháo pin ra thì nó mới có tác dụng. Thì chúng ta có thể giảm cái số phút xuống, ví dụ cứ 3 phút là nó lưu lần, thì chúng ta cứ gõ bình thường thôi, cứ 3 phút là tự lưu vào bộ nhớ tạm, nơi lưu trữ bộ nhớ tạm nó ở đây đấy, thì chúng ta nó sẽ tự động nó lưu. Nhưng mà lưu ý là lưu nó chỉ lưu trong bộ nhớ tạm thôi, cho nên khi máy tính mà tắt thì nó cũng sẽ bị mất. Cho nên chúng ta cố gắng là chúng ta phải thực hiện phép lưu chính thống là đấy, chỉnh xuống 3 phút xong bấm OK. Và lưu chính thống là chúng ta bấm vào home và chúng ta nha. Đấy, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng file nè, cell nè. Đấy, đây là lưu chính thống. Được chưa? Ta lưu chính thống vào nó xong thì chúng ta sẽ yên tâm. Như vậy thì khi các bạn đi thi, các bạn sẽ cứ vài phút các bạn bấm nút lưu một lần ở trên đây. Được chưa? Ví dụ như 10 phút mình lưu một lần. Thì trong đó mình chỉnh 3 phút, cứ 3 phút nó lưu trong bộ nhớ tạm. Thì khi đến cái phút thứ 10 mình bấm nút lưu thì lấy từ bộ nhớ tạm nó quăng qua. Như vậy thì nếu trong thời gian nó mất thì nó cũng chỉ mất có vài 3 phút thôi. Được chưa? Đấy thì chúng ta lưu ý. Đó là cái phần về chỉnh môi trường. Được chưa các? Chỉnh môi trường. Tiếp theo là chúng ta qua cái phần tiếp thứ 2. Đó là phần nhập văn bản thuần. Nhập văn bản thuần có nghĩa là chúng ta nhận một cái tài liệu, một cái bài tập mẫu của Word, thì chúng ta khi ta nhập văn bản là chúng ta bỏ qua hết tất cả các trang trí, các cái định dạng của nó. Chúng ta chỉ nhập văn bản thuần. Nhập văn bản thuần theo nguyên tắc là nhập từ trái sang phải. Nhập từ trái sang phải. Khi tới gặp cái lề của cái thước bên phải thì chữ nó sẽ tự cuộn xuống hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo. Đấy, nếu chúng ta không có còn xuống hàng nữa, nó sẽ nhập từ trái sang phải và tới cái hành lang, cái đường biên của cái thước bên phải thì nó sẽ tiến hành xuống hàng. Nó xuống hàng cho chúng ta. Được chưa? Nó sẽ xuống hàng. Còn nếu các bạn muốn xuống hàng thì các bạn sẽ tiến hành dùng phím Enter để chúng ta xuống hàng. Xuống hàng ở đây là chúng ta sẽ ngắt đoạn. Tức là trong một trang văn bản chúng ta có thể chia làm nhiều đoạn. Trong một đoạn có thể nhiều câu. Trong một câu có nhiều dòng. Phải không? Đấy, một hoặc nhiều dòng. Như vậy thì khi ta muốn ngắt đoạn thì dùng Enter. Còn khi chúng ta muốn ngắt hàng nhưng không ngắt đoạn thì các bạn sẽ dùng Shift Enter. Được chưa? Chúng ta sẽ quay lại Word. Thầy mở một cái bài mẫu lên cho các bạn ha. Thầy sẽ mở cái bài Word này, bài số 3 đúng không? Đây, bài số 3. Không phải bài này rồi. Đây là công trình, đây bài khác. Thầy mở là cái bài. Đây là bài tập. Đấy, ví dụ như là coi bài nào giống như bài này không.
Đấy, ví dụ như là bài văn văn viến Serut ha. À, thì trong cái bài mẫu của chúng ta thầy đã để trên trên này. Đấy, nó kiểu dáng kiểu 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 cái bài này. Đây, đấy. Được chưa? Như vậy thì khi chúng ta gặp cái đề bài như thế này. Đấy, sau khi bạn hoàn thành xong thì chúng ta sẽ ra được cái hình dáng cái bài như thế này. Thì khi chúng ta tiến hành cái bước nhập văn bản thì chúng ta sẽ nhập như thế này. Được chưa? Đấy, chúng ta nhập văn bản thô, tức là chỗ nào cần xuống hàng thì bấm Enter. À, Enter. Chỗ nào cần xuống hàng nhưng không xuống đoạn thì chúng ta sẽ bấm Shift Enter. Chỗ này nguyên cái đoạn này là một đoạn kết thúc bằng chữ chung kết này. Các bạn thấy nó chạy tới lề bên tra bên phải. Lề bên phải. Được chưa? Thì nó sẽ tự động cuộn xuống. Đấy. Còn nếu giả sử chỗ này chúng ta muốn xuống hàng thì bấm Enter, nó sẽ thành một cái hàng mới. Còn nếu chúng ta muốn xuống đoạn, xuống hàng thôi, không có xuống đoạn thì bấm Shift Enter. Thì lúc này nguyên cái này nguyên cái này vẫn là một đoạn nhưng chia làm hai cái đoạn nhỏ. Hai đoạn nhỏ. Nó gắn liền với nhau chứ nó không tách biệt với nhau. Khi chúng ta thực hiện định dạng đoạn văn thì nó là chung với nhau. Nó là chung với nhau. Rồi ra. Thì nó gọi là trường hợp là ngắt đoạn nhưng không gì, ngắt hàng nhưng không ngắt đoạn thì ta dùng Shift Enter. Còn ngắt đoạn thì ta dùng Enter. Đấy, thì đây là cái phần gọi là nhập văn bản thuần. Nhập văn bản thuần. Được chưa? Sau khi ta nhập văn bản thuần xong thì chúng ta lại qua bước tiếp theo là định dạng văn bản. Đấy. Thì định dạng văn bản thì chúng ta sẽ có hai cái là định dạng ký tự. Định dạng ký tự. Và đoạn văn. Đó. Định dạng ký tự và định dạng đoạn văn. Được chưa? Thì trong cái phần định dạng các bước về định dạng thì thầy đã để cái bài live bài giảng ở trên trên trang FHQ và các bạn vô mở cái file buổi thứ hai chúng ta sẽ biết cách để chúng ta định dạng ký tự. Những lưu ý định dạng ký tự. Tức là chúng ta định dạng ký tự thì trong Word cái phần định dạng ký tự là nó nằm ở đây. Nó nằm ở cái phần font. Toàn bộ nằm ở hộp thoại trong phần font này. Đây là phần định dạng ký tự. Font. Chúng ta có kiểu dáng font, độ mềm mỏng của font và dày của font, màu sắc. Được chưa? Line gạch dưới hay không vân vân. Được chưa? Những hiệu ứng của font. Đấy, đây là định dạng về font. Hoặc qua phần Advanced là giãn cách các chữ, khoảng cách các chữ bao nhiêu. Thì khi nói về định dạng ký tự thì các bạn cứ vào cái phần cái mục phông chữ này để chúng ta định dạng. Đó. Ví dụ chỗ này nó sẽ cái đoạn này. Đấy. Thầy muốn nó in đậm lên và có màu đỏ thì chúng ta sẽ bấm bold in đậm và màu đỏ. Được chưa? Nó gọi là định dạng ký tự. Về nắm nguyên tắc định dạng là gì? Chọn trước, thao tác sau. Có nghĩa là chọn cái ký tự đó, chọn cái từ đó, chọn cái câu đó, chọn cái đoạn đó, chọn cái hình đó, được chưa? Chọn cái bảng đó. Đấy, ta nắm nguyên tắc là chọn sau đó mới thao tác. Vậy ta quét chọn nó rồi xong đó chúng ta sẽ thực hiện các thao tác trên này. Đây là định dạng về ký tự. Còn định dạng và đoạn văn là cái khúc paragraph bên này. Khúc paragraph. Thật ra định dạng và đoạn văn thì khúc paragraph. Thì chúng ta có thể định dạng canh lệch, canh trái, canh phải, canh giữa, vân vân. Đây là những cái thao tác. Và cũng nắm nguyên tắc là chọn trước rồi định dạng rồi mới thao tác. Thật ra chọn trước rồi mới thao tác. Đấy. Mục tiếp theo là type. Là cái mẫu, tức là mình tạo ra những cái mẫu định dạng và mình muốn cái mẫu đó thì mình chỉ việc chọn và mình áp nó vô. Đấy, ví dụ thầy chọn cái mẫu thay, thấy chưa? Đấy, đây là những cái mẫu. Còn nếu muốn tạo cái mẫu mới thì chúng ta vào
À, mũi tên ở góc phải bên dưới, và chúng ta chọn create a type để chúng ta tạo một cái mẫu mới cho mình. Thì cái mẫu này giúp cho khi nào các bạn làm văn bản, ví dụ viết giáo trình, soạn giáo án gì đó, thì người ta sử dụng cái mẫu đó, ta làm sẵn một cái mẫu sẵn đi, và khi nào chỗ đó một cần định dạng ở in đậm tô nghiêng màu đó thì chúng ta áp nó vô rất là nhanh, thay vì ta làm rất nhiều thao tác, ta chỉ cần làm một áp cái mẫu đó vô là được nha. Đấy, đó là cái phần về cái bước thứ ba là định dạng. Chi tiết các cái thao tác định dạng thì thầy đã trình bày ở trong cái slide buổi số 2, các bạn mở lên bạn xem, hoặc là bữa giờ các bạn đã xem video được chưa. Và bước thứ tư là trang trí văn bản, tức là chúng ta trang trí hình ảnh, bảng biểu, word art. Thì các bạn xem ở buổi thứ ba, tức là sang cái file buổi thứ ba, tức là chúng ta sau khi định dạng văn bản và đoạn văn nó đẹp rồi thì bắt đầu chúng ta mới xử lý đến các cái đối tượng. Ví dụ như cái bài tập này đó, bài tập này chúng ta sẽ có là gì, đây là một đối tượng textbox đấy. Sau khi chúng ta xử lý ở đây đoạn văn là bullet rồi được chưa, thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ textbox dán đây. Đây là trang trí word art, đối tượng word art được chưa, đây là đối tượng trang trí drop cap, đây là đối tượng trang trí về picture, và chia thành cột là đối tượng trang trí column đấy, hình dung ha. Đấy, như vậy thì đối tượng trang trí làm sâu bao gồm nha. Và khi chúng ta sử dụng một đối tượng trang trí nào đó thì các bạn, khi chúng ta thực hiện các chức năng là insert rồi edit, chỉnh sửa đó, được chưa. Khi chúng ta thực hiện insert xong đấy, ví dụ ở đây thầy sẽ thực hiện cái này, được chưa, thầy sẽ quét chọn, sau đó thầy insert nha, word art, các bạn tìm word art và chúng ta chọn cái mẫu nào đó bất kỳ, được chưa. Đấy, và chọn như vậy thì cái phông chữ ở đây chúng ta có thể chọn lại phông chữ, ví dụ cho nó phù hợp với cái tiếng Việt của mình đấy, rồi size chữ vân vân, và bấm OK. Thì khi chúng ta ra như thế này là chúng ta chưa có hoàn thành, chỉ mới có được có 50% thôi, còn 50% còn lại là chúng ta phải edit nó cho nó giống cái mẫu. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy trên thanh công cụ nó sẽ xuất hiện một cái thanh format nha, và cho phép chúng ta edit cái thanh format này theo đúng cái mẫu mà chúng ta cần. Được chưa? Thì nhiệm vụ các bạn sẽ tiến hành thao tác để chúng ta có được các hiểu được các chức năng đấy, anh thấy bootstrap thì nó như thế nào. Được chưa? Rồi sau khi ra thì nó chưa có phông chữ thì ta lại định dạng lại phông chữ. Đi test trở lại, nó vẫn chưa chấp nhận cái phông chữ đó. Đấy, được chưa? Thì chúng ta chọn cái mẫu hồi nãy nó ra cái phông lại, cho nên ta phải chỉnh lại cái phông, kiểu dáng, được chưa? Đấy, tùy theo, rất nhiều cái định dạng trên đây. Nắm nguyên tắc là insert rồi mới edit, và khi edit thì chúng ta sẽ có thanh format ở đây để chúng ta edit đó. Tất cả các đối tượng trang trí đều có cái nguyên tắc chung như vậy. Thì chúng ta có thể thực hiện các thao tác cho nó phù hợp, và sẽ cho nó đẹp nha, theo đúng yêu cầu. Và bước cuối cùng là ta lưu văn bản lại và chúng ta hoàn thành. Đây là cái phần trang trí, các đối tượng trang trí. Các bạn sẽ tiến hành thực hiện thực hành theo thông qua các bài tập. Thông qua các bài tập. Được chưa?
Rồi được chưa? Tức là chúng ta nắm các bước chính nha. Còn cụ thể từng cái thì các bạn có thể xem trên cái video clip hướng dẫn giảng dạy thầy đã để trên trang FHQ hoặc các cái slide bài giảng hoặc là cái dấu trong cái giáo trình. Còn các bạn có thể inbox cho thầy được chưa, để chúng ta có thể thầy có thể hướng dẫn, hoặc các bạn có thể up lên diễn đàn cái nội cái phần nào mà các em không hiểu thầy còn thầy hướng dẫn thì thầy sẽ tiến hành cho trả lời các em. Nếu cần thiết hướng dẫn trực tiếp thì thầy sẽ team viewer cho các tại mấy các em để thầy có thể hướng dẫn trực tiếp với các em, nên các em không phải ngại gì cả được chưa, trong quá trình học online chúng ta với nhau. Như vậy thì trên trang FHQ thầy đã bỏ 4 bài tập vượt vượt số 1, số 2, số 3, số 4 được chưa, đấy 4 bài hạn nộp thầy đã có. Ví dụ bài đầu tiên là hạn nộp là 17 tháng 4 được chưa, đã có 10 bạn nộp rồi đấy. Rồi hạn bài tập thứ hai là 25 tháng 4 chưa ai nộp nha, 28 tháng 4 là đấy, và 6 tháng 5 được chưa là bài cuối cùng đấy. Vậy các bạn giải quyết sớm 4 bài tập này là chúng ta đã coi như là thành thục về Word được chưa. Và nhớ khi chúng ta làm thì chúng ta nên áp dụng các cái kỹ thuật ở trong các cái bài giảng để chúng ta làm, chứ đừng làm bằng tay được chưa. Đấy, thầy lấy ví dụ như ở đây thầy muốn thuộc này vô, thầy muốn thuộc này vô thì thường các em sẽ bấm phím backspace đó, bấm backspace ở đây là sai được chưa. Mà chúng ta muốn thuộc nó vô thì chúng ta sẽ làm gì, ta quét chọn đấy, dù làm đồng loạt ta quét chọn được chưa, sau đó ta vào paragraph được chưa, và chúng ta chọn left ta chọn là first line là dòng đầu tiên nó sẽ thuộc vô bao nhiêu cm. Đấy, cái chuẩn của nó là 1.27 cm, ta bấm được chưa, thì nó sẽ tự động nó thuộc vô đấy. Rồi canh điều đấy, trái phải nó bằng nhau được chưa. Rồi chúng ta có thể chỉnh tiếp là giãn nó ra trước sau đấy, sau trước sau 1.5 like đấy, đây là cái định dạng chuẩn khi ta làm về luận văn như vậy được chưa. Chứ các bạn đừng có làm thủ công nha, làm thủ công đấy, khi thầy kiểm tra là thầy biết ngay các em làm thủ công hay là làm bằng chức năng nha. Đấy, trên bài tập. Vậy bây giờ cái nội dung thầy vừa trao đổi các em có còn thầy giải đáp cụ thể cái chức năng nào hay không? Các em sao không có câu hỏi gì à? Có, thầy có quay thầy quay đó, thầy up lên đó làm minh chứng báo cáo với bên phòng đào tạo là có dạy online, chứ nếu không là chết đấy. Bài tập trên Nelnet bài tập số 1, các em vô phần nộp bài tập á, em vô phần nộp bài tập thì sẽ có bài tập số 1, số 2, số 3, số 4 đấy,
ra thì mỗi bài chúng ta làm 4 đến 5 bài nhỏ trong đó, trong 4 trang. Đấy. Đấy. Tức là hết tháng 4 này chúng ta sẽ làm phần Word. Đấy, qua tháng 5 chúng ta sẽ học phần Excel. Được chưa? Đấy. Đúng rồi, phải làm nhiều. Phải làm nhiều thì mới được. Tức là đâu nhất thiết là từ hôm nay các bạn nộp lên đâu. Cho bữa nay các bạn làm một hai bài rồi hôm sau làm xong rồi nộp lên một lần thì gia hạn, và dù tuần sau thì bạn nộp 4 bài thì bạn nào đã nộp hồi tháng 2 rồi thì bạn không nộp nữa nha. Tức là các bài tập đó thầy đã đưa từ hồi tháng 2 cho các em xem và các em làm trước, các em làm đấy. Tại vì cái lịch bắt đầu học của chúng ta là bắt đầu tháng 2 nhưng mà nó kéo dài kéo dài kéo dài kéo dài tới giờ. Được chưa? Mới điều chỉnh lại cái ngày bắt đầu học là 30 tháng 3. Đấy. Cho nên các em nào đã nộp ở bài tập số 1 thì các em sẽ làm tiếp bài tập số 2, số 3. Được chưa? Đấy. Thì thầy sẽ mở lên cả 4 bài để cho các em thấy ha. Đấy, thầy mở lên 4 bài cho các em thấy. Tức là khi nếu chúng ta trường hợp chúng ta học offline thì các bạn phải hoàn thành cái file bài tập Word này, được chưa? Đấy. Hoàn tập bài tập Word này. Sau khi 20 trang á, chúng ta hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ làm bài quá trình. Đấy, làm bài quá trình. Nhưng bây giờ không học offline thì lúc đó offline thì chúng ta sẽ luyện ngay tại phòng máy. Cứ mỗi buổi chúng ta sẽ báo 3 4 bài, cũng vậy vậy. Đấy, một bài chúng ta sẽ làm, tức là một buổi học chúng ta sẽ là từ 7 giờ đến 10 rưỡi. Đấy thì các bạn sẽ làm từ 3 đến 4 bài. Đấy, mỗi bài là 1 tiếng. Đấy, chúng ta làm. Được chưa? Thì bây giờ ở nhà rảnh thì các bạn sẽ làm. Thời gian deadline thầy để xa hơn để các em có thể chủ động chúng ta làm, và nhớ là làm để nộp đúng offline. Được chưa? Hoàn thành xong bốn bốn cái bài tập ở phía trên LMS thì nếu tính toán thì đến ngày đó chúng ta sẽ học offline và chúng ta có thể luyện tập một buổi offline, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái phần Word. Được chưa? Đấy, còn nếu tình hình phức tạp hơn nữa thì chúng ta vẫn học online nha, thì chúng ta phải chấp nhận. Đấy. Nói chung từ hồi giờ thì chưa chưa ai rớt cái phần vợt này cả. Nhưng Excel thì có. Vậy lớp chúng ta có tham dự 29 bạn hôm nay. Nói chung là cũng là con số trên tổng số 35. Còn 6 bạn là chưa có. Thị Thí Vi chưa có.
Rồi được chưa? Có em nào còn thắc mắc gì nữa không? Các em có thắc mắc gì ngoài tức là những cái buổi sau cái buổi nào mà không offline không có trực tiếp á, thì chúng ta có thể vào cái phần đầu tiên và chúng ta có phần diễn đàn á. Các em có thể post nội dung lên. Thấy chưa? Post nội dung lên để cho thầy có thể giải đáp. Nha, để thầy có thể giải đáp. Thế cái phần đó xử lý không được, khó, chưa hiểu thì các em có thể post lên hoặc gửi message cho thầy cũng được. Được chưa? Các bạn nào đã kết bạn Facebook với thầy thì có thể gửi message, thầy sẽ hướng dẫn cũng được. Tức là nhiều cái kênh để có thể liên lạc để hỗ trợ. Và khi các bạn hỏi thì trên máy các bạn nên cài phần mềm TeamViewer. Phần mềm TeamViewer ha. Để khi thầy hướng dẫn thì thầy sẽ remote vào ngay cái máy các em để thầy hướng dẫn cho các em luôn. Các em cứ tìm tên thầy là ra thôi. Tên thầy không giấu là ra. Nguyễn Hữu Trung. Nha. Nguyễn Hữu Trung không giấu là sẽ có tên thầy. Chúng ta kết nối cái phần tin học văn phòng nâng cao này không chỉ ở phạm vi 60 tiết nha, mà thầy có thể kết nối với các bạn trong suốt quá trình các bạn làm việc sau này nếu các bạn có bị vướng gì. Đấy, thì hiện nay có rất nhiều bạn đã tốt nghiệp xong đi làm và khi đụng tới phần Word Excel này thì liên hệ với thầy để nhờ thầy hỗ trợ thì các bạn cứ yên tâm nha. Không có gì phải ngại, không có gì phải ngại cả. Đã, chúng ta học là học suốt đời mà, chứ không phải học và kết nối ở 60 phút là 60 tiết là chúng ta đi, ta không còn gặp nhau nữa. Nha. Thì các em có thể lấy thông tin liên lạc để chúng ta sau này có vướng cái gì về cái môn học thì các em có thể gửi để thầy hỗ trợ. Nha. Thì hiện nay thầy cũng hỗ trợ rất nhiều các bạn bên cái ngành kinh tế. Nha. Sau khi ra đi làm và đụng tới cái môn này, đụng tới Excel, Word thì ít hỏi nhưng Excel là nhiều. Thì các bạn bên cái ngành các bạn thì Excel nó sẽ dùng rất nhiều, cho nên khi các bạn cần thì các bạn cứ mạnh dạn nha, không có ngại gì cả. Chứ không phải là em hết học thầy rồi thì không dám hỏi nha, thầy thì vô tư. Rồi, được chưa? Nếu không có gì thì thầy sẽ up cái buổi Ủa, cái hình thầy đó mà không nhận ra. Facebook, ảnh qua avatar của thầy với vợ thầy mà không nhận ra. Nguyễn Hữu Trung không giấu.
Rồi được chưa? Vậy nếu không có gì thì thầy xin kết thúc cái buổi online đầu tiên của chúng ta hôm nay. Hẹn các em vào tuần sau. Đấy, hẹn các em vào tuần sau nhé. Rồi, chào các em.